Oh,
Thank you.
nghe mà còn ai vô nữa. Nói như vậy á, là sao hồi bữa giờ em không cứu chị, mà em vợ chị gần nhớ thì em mới cứu. Chồng các con cái lúc mà mới chứng có bệnh á, thì cứu á, tao thấy hay đâu, để mà chị gần thì chết. Em cứu chị thì chỉ biết cái tài của võ giả tăng sinh chứ. Trời ơi, hồi giờ tới đây em mà dọn hết mà chị đâu có biết đâu. Bây giờ là cái ơn mà cứu chị nha. Em muốn cái gì thì ba chị đã hưởng cho nè. Chịu chịu hả đã. Thôi, lời dở á, giờ làm gì mà cứu được. Lắm nghe nè. Nhớ em không cứu, ai cứu được. Trước khi mà tôi nói cái chuyện cứu chị là tôi chết chị trước đây nè. Chết chị. Tôi khổ chị. Chị cứ làm gì vậy chết chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy, con đưa cho thí, và thí đưa cho mẹ, mẹ con xong rồi làm thí lấy, thả lại cặp thế. Thí chịu đến chịu đúng không? Thí chịu đến chịu, bỏ chồng lại, thí chồng lại cho con á, không có sao đâu, mẹ thí, chả lấy thí lo. Nè, thí kiếm xíu mà. Trời ơi, thí xíu kiếm dữ không ơn. Cái máy cũng vậy không? Gặp thì da chi quỷ quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Chi quỷ quá. Chi quỷ quá. Chi quỷ quá. Bây giờ nước nhà cao bao nhiêu nữa mà bây giờ nó xuống đây nó cố chạy được cầu xanh, thấy không? Bây giờ nghe nói thì nghe nè, nói là đâu đó được tia con của máu màu sĩ mặt đầu này, bây giờ nó nghe đi cho nó đấu ở xa đường, nó cứu cứu cha chúa của nó rồi đi rồi về đây rồi tới tiếp được không? Được không? Thấy không? Bây giờ cho nó ra tiếp địa nó có về cha chúa, còn đèn đá cho nó để nó có thờ vui tầm hơn. Đây,
Oh,
Thank you.
Thank you.